Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách múc một mẫu hoa đơn giản dùng để trang trí chóp mũi như thế này. Xin mời các bạn cùng quan tâm theo dõi video của mình. Đầu tiên là mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc lên 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc vào vòng tròn này là 3 mũi kép đôi. Một, hai, ba. Sau đó mình lại móc lên 4 mũi bính và chúng ta sẽ kết chung cái vòng tròn này là 1 mũi dời. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái cánh hoa đầu tiên. Những cánh hoa tiếp theo thì chúng ta sẽ móc tương tự 4 mũi bính, sau đó là 3 mũi kép đôi. Và cuối cùng là 4 mũi bính, 1 mũi dời. Với cách móc cái bông hoa như thế này thì các bạn có thể móc số lượng cánh là tùy ý. Và trong trường hợp các bạn móc bông hoa trang trí thì nếu như các bạn muốn làm bông hoa nhỏ hơn thì chúng ta sẽ móc ở đây là 3 mũi bính và ở đây là 3 mũi kép như bình thường. Còn mình móc bông hoa mà cánh nó dài hơn một xí thì chúng ta sẽ móc ban đầu là 5 mũi bính và ở đây chúng ta sẽ thay bằng 3 mũi kép 3. Về số cánh hoa thì các bạn sẽ linh động, tùy vào bông hoa chúng ta muốn to nhỏ thì chúng ta sẽ móc số lượng cánh ít hoặc nhiều. Bông hoa này thì tương đối đơn giản và dễ móc. Với những người mới bắt đầu học móc len thì các bạn có thể dùng để các bạn tập móc. Và bông hoa này thì ngoài dùng trang trí mũi như trong video của mình thì các bạn cũng có thể sử dụng để trang trí lên giày dép, túi xách, các loại băng rô, khăn vân vân. Trong video thì để trang trí cái chiếc mũ như ban đầu thì mình đã móc ở đây là tầm 10 đến 12 bông hoa. Mỗi bông hoa đều 5 cánh và móc bằng 3 mũi kép đôi như thế này. Sau khi mà các bạn móc xong cái cánh cuối cùng đấy thì các bạn sẽ kết một mũi dời xuống ở phía dưới. Và sau đó các bạn sẽ móc thêm một mũi dời nữa, chúng ta sẽ móc vào cái cánh đầu tiên để tạo nên sự liên kết giữa cái cánh cuối với cái cánh đầu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Mình sẽ cắt chỉ. Các bạn sẽ giấu các mũi chỉ thừa vào phía sau. Các bạn có thể thắt vòng tròn này nhỏ tùy ý. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành xong bông hoa. Rất là đơn giản phải không? Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.